Như Khang xin kính chào quý vị và các bạn đến với Việt Thư Music. Hôm nay xin giới thiệu đến quý vị các bạn các app, các phần mềm để chúng ta có thể tự học trên cây đàn Roland FP30. Vì cây đàn FP30 có Bluetooth nên có thể truyền MIDI qua cái iPad này, thì chúng ta sẽ có thể xài được rất nhiều phần mềm. Thí dụ như là Bus Duster, CNCA và chương trình cơ bản của Roland đó là Pino Partner 2. Và bây giờ chúng ta hãy vô chi tiết từng phần mềm một nhé. Và xin kính chào quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ vô phần mềm đầu tiên, phần mềm của hãng Roland, đó là Piano Partner 2. Chúng ta chỉ cần vô App Store đánh Piano Partner 2 thì chúng ta sẽ có phần mềm lên cài vô máy đây, và chúng ta sẽ mở lên và kết nối Bluetooth vô nhé. Vâng, khi chúng ta cài vô và kết nối Bluetooth với đàn và app Piano Partner 2 này thì chúng ta sẽ có đầu tiên là song, là bản nhạc đấy, tức là gồm tất cả các bản nhạc trong cái đàn này và rất nhiều để chúng ta có thể học trên đây. Vâng, và đầu tiên khi chúng ta cài app vô rồi, kết nối Bluetooth với đàn rồi, thì chúng ta sẽ có những màn hình như thế này đây. Đầu tiên đó là song, song tức là các bản nhạc là chúng ta có thể nghe và học đấy. Vâng, chúng ta sẽ coi lại nhé. Đây là những danh sách các bản nhạc. Đầu tiên là Floral Bluetooth nè. Số 4 là Board of the Rock nè. Chúng ta sẽ mở, tiêu chọn một bài. Đây, chúng ta sẽ chọn bài 12. Và chúng ta chỉ cần nhấn play. Stop. Vâng, chúng ta thích bản nhạc này đúng không? Thì chúng ta chỉ cần nhấn qua cái score này thôi ạ. Những cái này thôi ạ. Thì chúng ta sẽ có bản nhạc liền luôn. Và chúng ta đây, xít nhạc. Chúng ta mở nghe thử nhé. Mở lại từ đầu. Đây, bật nhấn play. Với bản nhạc này chúng ta sẽ rất là dễ nhìn và không phải cần phải lật trang đâu ạ. Chúng ta chỉ cần cài đặt cái phần này thôi, nhấn vô setting, chúng ta bật on lên thôi. Và cái chế độ lật bản nhạc sẽ mở lên. Vâng, chúng ta chỉ cần đạp pedal là cái trang nó sẽ tự qua nhé. Dì Khanh thử đạp thử đây. Đây, đạp tới đó. Dì Khanh đạp pedal thì ở dưới đó, hai pedal bên trái thì nó sẽ qua và lại. Và tiếp theo đó là phần riff à. Đây, chúng ta sẽ nhấn về trang chủ đi à. Đây, phần riff. Phần riff này, riff chống là các điệu đệm như cái đàn keyboard của chúng ta đó. Đây, thì đây là một list danh sách hơn 24 riff. Đầu tiên là riff 8 bit bop số 1. Đây là hợp âm hiển thị của chúng ta. Chúng ta có thể chọn là only drum, tức là chỉ có trống không thôi. Đây là nút bắt đầu, start bắt đầu, tempo chúng ta có thể chọn. Variation đó là hai cái mức độ của bản nhạc, nhẹ và mạnh. Chúng ta có thể chọn auto fill, khi chúng ta nhấn variation là nó tự fill, tự báo trống. Và chúng ta có nhấn nút intro này, intro để bắt đầu cho bản nhạc, ending để chúng ta chuẩn bị kết thúc bản nhạc. Vâng, với các bạn nhận xét điệu như thế này, 21 điệu và tất cả các chức năng để mình chúng ta chơi điệu đệm trên đây. Tempo, nút start, variation 1, 2, auto fill, intro, ending hoặc là synth start, thì chúng ta chắc chắn là sẽ để đáp ứng khá đủ cho chúng ta khi mà chúng ta chơi điệu đệm trên cây đàn FP30 này. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ qua phần kế tiếp, đó là phần nghe thẩm âm nhé. Vâng, và đây là chương trình thằng nghe thẩm âm, thì chúng ta sẽ nghe các nốt, cao độ của nó, đàn sẽ đưa ra một nốt và chúng ta sẽ chọn cao độ của nó và bấm trên bàn phím của FP30. Vâng, và đây chúng ta sẽ chọn chế độ đầu tiên, bài học đầu tiên là Beginner. Chúng ta nhấn Start. Rồi, đầu tiên nó phần mềm sẽ cho ta một nốt đô. Chúng ta có thể nghe lại, nhấn Listen Again. Rồi, bấm Next để bắt đầu. À, chúng ta sẽ đánh nha. Ok, nó C đấy.
Vâng, Duy Khanh vừa được 100 điểm đó thì tiếp tục như thế thì chúng ta sẽ chọn qua cái chế độ khó hơn. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ qua phần thu âm. Khi mà nhấn qua phần thu âm rồi thì đây có nốt sẵn. Thí dụ nút này, nút phô âm này, nút kết play, quay tới và quay lại. Vâng, chúng ta sẽ muốn thu âm, chúng ta chỉ cần nhấn nút này thôi ạ, record. Rồi, stop, nhấn nút record để stop. Chúng ta chỉ cần nhấn play, chúng ta nghe lại những bài cổ nhạc của chúng ta. Và thưa các bạn, với kết nối với iPad và FP30 này thì chúng ta thu được rất nhiều bài. Không giới hạn nha các bạn. Và bây giờ phần cuối cùng. À, đây là một cái phần mà chúng ta sẽ ghi lại cái nhật ký của chúng ta khi chúng ta chơi đàn. Chơi được bao lâu và dạng như là mình sẽ chơi được tới level nào. Và chúng ta sẽ đăng ký account và có thể share lên cái các trang của Roland. Vâng, ghi ở đây là có ghi lịch này. Lịch này, giờ chúng ta tập này. Bao nhiêu, rồi chúng ta đàn được bao nhiêu phím rồi. Nó sẽ có biểu đồ. Sẽ đã có biểu đồ nhiều hay ít là cái mức độ tập của chúng ta.